Thưa tất cả các những nhà chính trị gia hay là những nhà bình luận gia tin tức trên thế giới của Mỹ và cả Việt Nam, cũng chưa ai nói vào cái thời cuộc này mọi thứ nó đều khi ra đi nó điên lược, cái ác ra đi cái thiện ở lại. Họ cứ nghĩ là nước này nước kia, đến mà có một mình kiện là gan dám nói đâu chúng đó, chúng chín mấy phần trăm rồi. Bữa tuần rồi ở đây mình nói có chuyện vui, bữa nay ông Trump ông ứng cử lại cộng với laptop Biden nữa, là đó chuyện của Mỹ chút mình nói sao, mình nói thế giới mình nói Mỹ, hồi nói Việt Nam cho nó có thứ tự để dễ nhớ. Thì lúc đó thời xưa Kim Jong Un trước khi thời ông Trump lên á gây cấn với Mỹ lắm, cứ bắn hoài, bắn lên bắn xuống mà hù, mà mỗi lần đói bụng là bắn. Rồi Trung Cộng thì cứ bay qua bay về, hù không, cũng không dám làm gì hết. Rồi bao nhiêu nước như Do Thái với Iran cứ dọa qua dọa lại. Rồi cuối cùng Nga với Ukraine cách đây 8-9 tháng trước thì có xảy ra cuộc chiến tranh. Giờ cũng 500-600 ngàn người chết. Rồi đến con COVID đột xuất xảy ra 7 triệu người liệng như khúc củi, ai cũng biết rồi đó. Thân mạng vô thường,